Rồi em mình xin mến chào các bạn nha. Trước tiên em mình vẽ cái móng này. Bây giờ em mình sẽ cho một cái lớp mỏng và lâm mình treo lên nè các bạn. Đó. Các bạn quét một lớp mỏng như là thớp khấu thôi nha. Sau đó em mình sẽ dùng cái cọ gia lai. Mình sẽ chấm những cái màu. Cái màu nâu này lên nè. Mình đẩy cho nó dúng dúng ra nha các bạn. Rồi đó, các bạn thấy bây giờ nở ra rồi đó. Rồi sau đó em sẽ cho một tí xíu màu đen vô ngay giữa nha. Tán tán cái màu đen coi nha các bạn, cho nó nở cái cho nó đều nha. Rồi bây giờ như vậy em sẽ bỏ vô cho hơi nè. Rồi bên đây cũng vậy, mình bỏ một cái lớp mà lum mình treo lên. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái màu nâu nha các bạn, cái màu mà sơn mấy ngón của cô khách luôn. Đây. Mình dùng cái màu nâu này. Bạn thấy em kéo bệt ra chứ mình không có để cho mình không có chấm chấm tròn nha, tại mình làm giống như cái chi đà vậy đó. Rồi đây mình chấm đen miếng nữa. Rồi sau đó là mình sẽ chấm cái màu đen lên một tí xíu ngay giữa đó. Cho nó lon ra luôn, tại vì cái treo lon đó các bạn. Các bạn thấy nó ra cái màu nâu nâu nha. Mình chấm cái màu đen lên nó không còn còn cái màu đen nữa. Đó, nó ra cái màu nâu nâu như vậy nè. Rồi bây giờ em mình cho hơi qua đây nha các bạn. Tại vì màu này là màu treo. Xong em mình sẽ quét một cái nước màu này nữa, màu trong lên nè. Cũng là màu nó tựa tựa như cái màu này. Nhưng mà nó rất là xia luôn. Đó. Different trade ha. Rồi, đó, nó là cái mẫu như vậy. Các bạn thấy rất là đơn giản, dễ làm luôn. Yes, you okay with this? Yeah, đó, các bạn thấy mì xong nè. Cái mẫu chia đà cho cô khách này nha. Rồi, bây giờ mình dẫn cho hơi qua đây. Rồi, bên đây cũng vậy. Đó, các bạn thấy cái ngón này nó như vậy. Mình đi cái nước màu rau giống như cái màu cái ngón này. Nhưng mà nó rất là xia luôn, nó rất là xia chua. Để mình đi lên một cái lớp mỏng thôi nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái chi đào của mình nó đổi nè. Đó, rất là đẹp luôn nè. Các bạn thấy nó cái mẫu này như vậy chứ đơn giản dễ làm lắm. Các bạn cần có cái lum mình treo chứ cần có cái màu xia này. Cái màu xia này các bạn mua nail supply chỗ nào cũng có, Amazon cũng có các bạn. Nó bán một pack nhiều màu lắm. Đó. Rồi. Like it. Yes. That's why when you do the tip it's different ha. We need to different process. Rồi, đây. Xong xuôi, xong xuôi. Bây giờ cái bước sau cùng mình mở nước bóng lên nha các bạn. Các bạn thấy mấy cái mẫu vẽ này mình nhìn thấy vậy nhưng mà rất là dễ vẽ nhất luôn đó. Đó, các bạn thấy bây giờ em sẽ apply nước bóng lên nè. Rồi apply hết 10 ngón nha. Rồi như vậy là em đã xong được cái bộ móng của khách này ngày hôm nay đó các bạn. Để em lấy luôn cái ngón kia cho các bạn coi đây. Hai ngón. Đây là hai cái ngón giả của Amy nè. Đó, bây giờ Amy xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.